chào mọi người đã đến với kênh Lượm Lặt Cuộc Sống. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một chiếc camera chống rung, quay được dưới nước, có wifi để kết nối với điện thoại. Chất lượng camera thì cũng khá tốt, tuy vẫn có vài lỗi nhỏ. Nhưng với giá dưới 2 triệu thì mình cũng không đòi hỏi gì hơn. Mình mua camera này chủ yếu là cần khả năng chống rung của nó, để khi xem lại video mình quay, đỡ phải nhức đầu chóng mặt. Vì hàng này mình đặt mua ở một shop cách khá xa chỗ mình ở. Với đây là hàng điện tử dễ hư vỡ, nên khi gửi hàng, họ bọc hàng rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Vì vậy khi nhận hàng mình khá là yên tâm. Đây là chiếc camera Magic CZ2 rồ với chiếc hộp chống nước của nó. Đây là đế sạc pin gắn ngoài, khá là sơ sài, mong manh dễ gãy. Một cục pin sơ cua thêm cho máy, còn cục pin chính thì đang nằm trong máy. Sở dĩ nhà sản xuất kèm theo cục pin sơ cua, vì thời lượng một cục pin để quay chỉ được khoảng 60 phút. Còn đây là đế gắn vào camera, dây đeo và các khớp để nối lại với nhau. Đây là remote để điều khiển từ xa, cho trường hợp khi camera gắn vào hộp chống nước hay gắn trên đầu. Lúc đó thì sẽ dùng remote này để bấm quay hoặc chụp hình.
Cảm giác lần đầu khi cầm camera này trên tay là sự cứng cáp và chắc chắn của nó. Toàn thân được làm bằng nhựa, khi quay thì camera này tỏa nhiệt hơi nóng. Lần đầu khi bật camera này lên thì thấy nó sáng lên một tí rồi tắt, nên hơi hoang mang, không biết có bị lỗi gì không. Về sau mới biết là do cạn pin nên mới như vậy. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy camera này cũng khá tốt, quay phim hình ảnh khá rõ và đẹp, góc quay rộng, chống rung tốt. Tuy nhiên nó có vài nhược điểm là cảm ứng rất là chán nha, mỗi lần chạm là nó cứ nhảy lung tung không theo ý mình. Camera này quay vào buổi tối khá yếu, từ chống rung đến cả hình ảnh. Khi quay khung hình sẽ bị rung nhẹ, còn màu sắc thì hiển thị cũng không chính xác nữa. Pin của camera cũng khá hao. Sạc đầy mà để không làm gì trong một tháng thì nó cũng tự tụt cho gần hết, còn khoảng 1/3 cục pin. Đây là khoang để gắn pin và thẻ nhớ, rất khó để mở. Mỗi lần mở ra mở vô là cả một vấn đề, vì nó khá là cứng. Khi mua thẻ nhớ cho camera mọi người nên mua loại thẻ đời mới nhất nha. Cụ thể là loại Class 10V90 để cho tốc độ quay phim và xem hình ở chế độ tốt nhất. Nếu không khi xem lại ở các thiết bị khác hình ảnh sẽ bị nhòe và giật từ lưa không xem được. Đây là cổng sạc và cổng micro HDMI để xuất hình ảnh lên TV. Đây là phần chọn định dạng video để quay. Mình sẽ chọn là 1080p và 30fps là vừa đủ. Hình ảnh quay được đủ đẹp và rõ để xem, và nó cũng không tốn quá nhiều dung lượng khi quay.
Mục AES là mục chống rung cho máy khi quay. Nếu bạn muốn chống rung thì click chọn vào đây. Còn các mục khác thì mọi người cứ để mặc định. Còn những ai chuyên nghiệp, dành về mấy cái cấu hình, độ phân giải thì cứ vọc nha. Đây là tên Wi-Fi và bát của camera để mình dùng điện thoại kết nối vào. Như mình đã nói lúc đầu, cảm ứng của camera này rất là chán. Rõ ràng là mình bấm để kéo xuống, mà nó cứ nhảy lại vị trí ban đầu. Rất mất thời gian và mệt mỏi với nó. Vậy nên mọi người cần thao tác thật chậm và từ từ thôi. Camera này thật biết cách làm khó người khác. Giờ mình sẽ test thử cái remote này xem nó có hoạt động không. Nút màu đỏ là để chụp hình, còn nút màu xám là để quay phim. Do lúc này có một sự nhầm lẫn là nút màu đỏ dùng để quay phim, nên mình cứ bấm tới bấm lui, và tưởng là máy bị lỗi nữa chứ. Lúc này mới nhớ ra, muốn quay phim thì nhấn nút màu xám. Giờ mình sẽ kích hoạt Wi-Fi của máy để kết nối với điện thoại. Để kết nối được với camera, mọi người cần cài ứng dụng DaVinci 4K cho máy của mình. Còn bây giờ thì bật Wi-Fi điện thoại của bạn lên, rồi tìm đến tên Wi-Fi của camera, sau đó nhập mật khẩu để kết nối. Sau khi kết nối xong thì mình mở ứng dụng DaVinci 4K lên.
như vậy là kết nối hoàn tất. Giờ thì mọi người có thể tự do mà vọc. Các tính năng trong ứng dụng này cũng y chang như trong mục cài đặt của camera. Ứng dụng để kết nối với camera này sẽ biến điện thoại của bạn thành một cái màn hình để quan sát từ xa, vậy thôi. Phần giới thiệu và hướng dẫn camera này như vậy là xong, giờ thì mọi người xem qua vài clip mình quay để đánh giá thêm nhé.
Video của mình đến đây cũng hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại lần sau.